Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube Bông Gác Miền Tây nha các bạn. Đây này, mình thử nước cái đường ống dài nhất từ trước tới giờ luôn nha các bạn. Giờ mấy anh em đang lắp ống nè. Lắp ống dây chân. Lắp rồi xong rồi thử nước. Giờ đường ống này dài quá, mình thử nước trước mình mới bơm sau nha các bạn. Đây xong cái nè. Nãy giờ mấy anh em đã chặn chéo đồ xong chừng nè các bạn. Giờ mồi nước rồi, đang thử nước rồi. Đây là đầu máy á. Ống này là cuối tiếng 2 cây 7 số nha các bạn. Đường này rất là dài luôn, từ trước tới giờ luôn. Đầu tiếng là khoảng hơn 2 cây số. Đây đi qua rất là nhiều con mương xài nè. Mình chờ nổ cái máy bơm cái mình lội dài lên. Đảo lên nước mình lội dài lên nha các bạn, lội dài lên mình kiểm tra đường ống luôn nè, kiểm tra có nó có bị sót xì đâu không. Cái này lội là mỏ giò luôn, quá xa. Qua mấy cái mương xài nào phải kéo gì nè. Quá khó khăn. Xì miệng nè. Này nữa mình bơm lên chắc hết xì tại cái miệng. Ta đẩy đi nè, nằm dưới mương nha các bạn. Lội theo ống luôn.
Đây chỗ này sót lỗ dít nè, xì. Bắt không dít lại các bạn. Rồi, nó xong. Hôm nay mình chỉ mới thử nước thôi nha các bạn, chưa bơm. Thử nước chạy ngày nữa mới bơm. Đây sọt máy lọt dính luôn thì tiếp tục lên nha các bạn, nhắm mấy cái lỗ xì xong rồi nè. Quá kỳ lỗ, đang lỗ nữa nè. Quá khủng khiếp rồi. Thì lâu. Lâu này lâu gì không biết luôn, lâu bị đục nó. Đây là lâu bị đục này các bạn. Rất tốt. Quá dữ cái lỗ này. Khúc này thì không có bị xì nhiều. Quá chừng. Giờ tạm ngừng sửa cái này lại nha các bạn. Tạm ngừng sửa này là mới được. Quá lủng. Tiếp tục lội lên nha các bạn, tiếp tục lội dài lên là bóng nè. Mà chỗ này miệng hở nó xì quá nè. Qua cầu luôn, mừng quá xa nè, đi như cụ khỉ luôn. Xì miệng nha. Đây còn cho lâu dít. Tiếp tục đi lên.
đây xì sót hai lỗ vít luôn. Ừ, nước xì rất là nhiều nha các bạn. Mình bơm cát là nó hết xì, hay xì miệng nữa nè. Sọt lọt vít nữa. Biển ống nào cũng có xì nước hết nè. Quá chừng lóc dít lên xì nè, phải lên tới đây khoảng 500 m nha các bạn, 500 m giờ tới cái mương lớn nha. Ở đây mình chạy xe lên nha các bạn, qua sông có đường xe đi nè, đây mình đã qua sông rồi. Đây ổng lên chưa? Đó ổng lên chưa? Đây, qua đây lên cô dòng. Quá xì nghe cô dòng ơi. Để kêu tắt máy chưa? Chưa. Tao đâu có số dưới đâu. Để tao chạy lên đầu ổng rồi cái kêu tắt luôn. Xì dưới nữa. Rồi, tao đỡ rồi ổng, tao coi bầu ơi, tao đỡ rồi, tao có thấy đầu ổng đâu. Đây nằm một cái mương ở đây nè. Cặp theo cái mưa
đây là tới cái đoạn đó nè, đoạn nằm dưới nước luôn nè, đây cái đoạn là nước rồi nè, chạy bừng bừng lên nè. Nào bơm mình nối vô cái cống này là qua bên cái mương bên kia mình bơm, đây ngang lầu nè.